Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng sớm nay, dưới tác động của hội tụ gió yếu di chuyển từ vùng thượng Lào sang, vì thế mà ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông. Mưa dông tập trung ở các tỉnh từ Điện Biên trở sang cho tới khu vực Cao Bằng, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Tuy nhiên, thời gian mưa chỉ tập trung vào sáng sớm và đêm. Còn trong ngày thì trời lại có nắng, thậm chí là trưa chiều, cường độ nắng còn khá mạnh, nên mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở hầu khắp khu vực Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, dao động trong ngưỡng từ 31-34 độ. Lùi xuống Trung Bộ, thời tiết lại có sự khác biệt. Ở khu vực Bắc Trung Bộ, vùng từ Thanh Hóa trở vào cho tới Quảng Ngãi, trong ngày vẫn có nắng mạnh, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 33-34 độ. Một số nơi ở khu vực vùng núi phía Tây của Bắc miền Trung có nóng nhẹ 35 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ sẽ lại chịu tác động của rãnh thấp có trục từ 10-13 độ vĩ Bắc đang nâng trục dần lên, kết hợp với gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, nên trong chiều và tối nay sẽ có những điểm có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ ngày vì thế không vượt quá ngưỡng 33 độ. Ở phía Nam, Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày vẫn có nắng, nhưng đến chiều tối, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần trở lại, thì mưa sẽ bắt đầu gia tăng. Riêng nửa phía Nam của Tây Nguyên, các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ sẽ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 100mm trong vòng 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Do mưa đến sớm nên nền nhiệt trong ngày không quá cao. Ở Nam Bộ nhiệt độ dao động trong khoảng từ 30-33 độ. Còn tại các tỉnh thành Tây Nguyên, nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 28-30 độ. Trên biển, hiện nay một vùng áp thấp đã hình thành ở khu vực vùng biển Đông Nam Philippines. Theo Trung tâm Khí tượng Hoa Kỳ GFS, đến 0 giờ ngày 4 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc, 127,2 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh phía Nam Philippines. Sau khi đổ bộ vào đất liền nước này, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào biển Đông trong sáng ngày 6 tháng 10. Sau khi vào biển Đông, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, nhanh chóng mạnh lên thành bão số 7. Đến 0 giờ ngày 8 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc, 117,4 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sau bão số 7, Biển Đông có thể sẽ còn đón thêm một cơn bão nữa ngay sau đó. Tuy nhiên, do thời gian dự báo còn khá xa, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi thêm trong những ngày tới. Mọi diễn biến của cơn bão này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cho các bản tin tiếp theo của kênh. Quý vị quan tâm, nhớ ấn đăng ký kênh và chú ý đón xem để có thể chủ động nắm bắt và ứng phó với thiên tai trong những tháng cao điểm của mùa bão này.